Những tướng lĩnh nổi danh đã thất bại tại Đại Việt, phần số 4, Ô Mã Nhi kêu binh thất bại. Bài viết này không phải nhằm mục đích hạ thấp các tướng lĩnh đó mà chỉ là mượn chút uy danh của họ để nêu bật lên sự huy hoàng của các tướng sĩ nước Nam. Phần 4, Ô Ma, tức là Ô Mã Nhi. Hán là Ô Mã Nhi, chữ Hán là phồn thể, giảng thể tiếng Ả Rập là Ô Ma chức vụ tướng lĩnh chỉ huy thủy quân của Thác Hoang xâm chiếm Đại Việt năm 1285 và năm 1288 bị đánh bại bởi Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo bị bắt sống bởi Đổ Hành chỉ huy quân thánh dực hộ vệ vua Trần Ô Mã Nhi còn có biệt danh biệt hiệu là Bạc đô gọi là Ô Mã Nhi Bạc đô hay Oma Bagatua Tua nghĩa là mạnh mẽ hay là dũng sĩ trong tiếng Mông Cổ, nghĩa bóng là anh hùng hay chiến binh gan dạ thiện chiến. Đặc sứ giáo hoàng Flano Capini đã so sánh danh hiệu Bạc Đô tương đương với các hiệp sĩ châu Âu. Dòng dõi của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad dũng sĩ Mông Cổ, Omar hay Omar Nhi là con trai của Nas Ondin, tổng đốc Vân Nam đời thứ hai và cũng là cháu của quan đốc Vân Nam đầu tiên của nhà nguyên mông Sam Ondin quan tổng đốc San Adin vốn xuất thân từ Bukhara, thuộc Trung Á đế quốc Kanswazim, nên là Uzbekistan. Khi quân đội Mông Cổ tấn công đánh bại hoàng đế Ala Adin, Mohammed đệ nhị, gia đình Shiyad Azanjam on đã chủ động đầu hàng, và theo nhà truyền giáo Marcel Romhon, thì Sam Adin chính là hậu duệ đệ thứ 27 của nhà tiên tri Mohammad của Hồi giáo. Ông ta đã phục vụ triều đình mông nguyên tại Yên Kinh, Bắc Kinh ngày nay, trước khi được chỉ định nhậm chức tổng đốc Vân Nam sau khi quân Mông Cổ thôn tính thành công nước đại lý. Nếu tính luôn người em trai kế vị sau khi cha ô Mã Nhi bị xử tử vì tội tham ô, thì dòng họ của ô Mã Nhi ba đời đều làm đến tổng đốc, có thể nói là dòng dõi quý tộc danh giá của đế quốc Nguyên Mông. Bản thân là con trai tổng đốc Vân Nam được mang danh hiệu là Bas Hathur, Danh giá ngay khi còn trẻ, ô Mã Nhi là một tướng tài đầy triển vọng của triều đình nhà Nguyên. Ô Mã Nhi tham gia đoàn quân Nguyên Mông Viễn Chinh Đại Việt trong hai cuộc xâm lăng 1285 tại Toa Đô, Thoát Hoang và Ô Mã Nhi. Vào năm 1288 cùng với Thoát Hoang, Ô Mã Nhi và Trương Văn Hổ. Nhưng đâu biết rằng định mệnh khốc liệt đã chờ đợi ông ta nơi vùng đất này. Xã Tắc, hai phen trồn ngựa đá. Hai lần xâm lược năm 1285 và năm 1288 có thể nói là hai trận chiến lớn và khốc liệt nhất đối với quân dân nhà Trần. Tuy đã áp dụng thành công chiến dịch vườn không nhà trống, tránh mũi nhọn của giặc, đất nước vẫn phải gánh chịu không ít tổn thất vì sức giặc quá mạnh và gồm toàn những tay tướng giỏi nhiều kinh nghiệm. Đầu tiên phải kể đến trận Vạn Kiếp, sau khi thất trận tại ải Nội Bàn, Trương Hưng Đạo trúc quân lui về căn cứ Vạn Kiếp, phát hiện thấy Đại Việt có hơn 1.000 thuyền đóng ở gần Vạn Kiếp, thoát hoang liền cho quân đi tìm và đóng gấp thuyền chặn đường rút của quân binh Đại Việt. Ngày 11 tháng 2, Thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi tấn công chỉ huy vào khu vực Vạn Kiếp và các trại quân trần ở Chí Linh. Một trận chiến khốc liệt đã xảy ra, tướng Nguyên cấp Vạn Hộ là Nghe Nhuận bị tử trận. Tuy nhiên, thì quân trần đã quyết định rút lui để tránh thế giặc mạnh thực hiện nghi binh khiến cho địch mệt mỏi rồi mới phản công, thấy bệ tôi lo lắng vua trần cho khắc hai câu thơ cuối thuyền ngự. Cối kê cựu sự quân tu ký, hoang diễn do tồn thập vạn binh. Dịch nghĩa là cối kê việc cũ, người nên nhớ, hoang diễn còn kia 10 vạn quân. Ngày 14 tháng 2, Ô Mã Nhi đem quân vây quân của Trần Quốc Tuấn. Một trận thủy chiến lớn giữa hai bên đã diễn ra. Vua Trần đem quân đến trời chiến cho Trần Quốc Tuấn. Ô Mã Nhi đã không ngăn nổi quân Trần rút lui. Toàn bộ quân Trần rút khỏi vạn kiếp, phả lại bình thang về gian trận bên bờ sông Hồng gần thành Thăng Long. Quân Nguyên tiến theo đường bộ về Thăng Long. Sau vài trận chiến nhằm kéo dài thời gian cho quân di tản khỏi Kinh Thành để làm tiêu thổ kháng chiến, cuối cùng thì quân đội nhà Trần đã di tản toàn bộ khỏi Thăng Long và không bị tổn thất nhiều, để lại sau lưng một tòa thành nhẵn nhụi cho Trấn Nam Vương và đám thủ hạ của ông ta nghe tin vua Trần chạy vào Thanh Hóa, thoát hoang lệnh cho Ô Mã Nhi, lãnh thủy binh cùng với Toa Đô đuổi theo. Chiến sự dần xoay chuyển với các chiến thắng mở màn của nhà Trần ở hàm Tử và Tây Kết. Toa Đô chiến bại và bị giết, toàn quân nguyên tan vỡ, thoát hoang rút chạy khỏi Thăng Long. Ô Mã Nhi cùng với Lưu Khuê cũng chiếm một chiếc thuyền nhỏ trốn ra biển. cánh quân Vân Nam của Nas Adin, cha của Ô Mã Nhi cũng rút chạy về Vân Nam. trận Vân Đồn kêu binh tất bại. Trong lần xâm lăng cuối cùng vào năm 1288, Ô Mã Nhi được giao cho chỉ huy thủy quân cùng với Phạm Tiếp, hộ tống đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Ô Mã Nhi và Phạm Tiếp vốn được giao cầm quân thủy mở đường cho đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Phí cũng thình theo sau. Sau khi đánh lui được quân nhà Trần thì Ô Mã Nhi cho rằng thế quân Trần yếu không đáng lo, bèn tiến sâu vào nội địa để hội binh với thoát hoang và truy đuổi vua Trần. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được giao trấn giữ đường biển, nhưng để quân Nguyên đi qua bị Thượng Hoàng Thánh Tông sai sứ hội tội, Khánh Dư xin khớp vài ngày để chuộc tội. Vào đầu năm 1288, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hộ kéo đến Vân Đồn, bị quân Trần Khánh Dư tập kích, không có quân chủ lực bảo vệ, quân của Trương Văn Hộ mau chóng bị tiêu diệt. Văn Hộ cố gắng kéo vào đất liền nhưng đến lục thủy thì thuyền quân của Trần đổ ra đánh càng đông hổ đại bại đổ cả thóc xuống biển vì không muốn lọt vào tay của quân Trần, rồi bỏ chạy về Quỳnh Châu. Thuyền lương của phía cũng thình kéo theo sau mới đến được Huệ Châu đã gặp bão, trôi dạt tới Quỳnh Châu. Đoàn thuyền lương do từ Khánh Chỉ Huy thì đi lạc tới Chiêm Thành, rồi quay trở lại Quảng Đông. Như vậy, các thuyền lương của quân Nguyên mất hoàn toàn. Ô Mã Nhi tự phụ mình tài giỏi, nghĩ là đã đánh tan hải quân nhà Trần, mà không biết rằng chính mình là nhân tố lớn nhất làm cho quân Nguyên thua đau một lần nữa. Trần Bạch Đăng định mệnh làm ác phải trả giá. Khi còn đang tham gia viễn chinh tại Đại Việt thì Ô Mã Nhi tỏ ra là một viên tướng hung hăng, giỏi thao lược, nhiều lần đánh bại và gây khốn đốn cho quân nhà Trần. Ông ta lãnh quân theo lệnh của Thoát Khoan truy sát hai vua Trần rút lui về thiên trường và chạy ra thanh hóa. Ô Mã Nhi đã chỉ huy quân bộ chiến lẫn thủy chiến mấy lần bám sát để tìm cách bắt các vua Trần, nhưng không thành công, tức giận Ô Mã Nhi cho quân phá hoại lăng tẩm tổ tiên của nhà Trần, cũng như giết hại nhiều người. Nhưng có câu thiện ác hữu báo ngay trong trận đánh lớn nhất cuối cùng của đời mình, Ô Mã Nhi đã bị bắt sống. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1288, Ô Mã Nhi không cho quân rút về bằng đường biển mà đi theo sông Bạch Đằng vì tính rằng đường biển đã bị thủy quân nhà Trần vây chặt, thì phòng bị đường sông có thể sẽ sơ hở. Hơn nữa sông Bạch Đằng nối liền với nội địa Trung Quốc bằng thủy lộ thuận lợi cho việc rút lui. Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn. Thủy quân nhà Trần tràn ra giao chiến rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi trúng kế khích tướng nên thúc quân ra nghênh chiến. Khi thuyền quân Nguyên đã vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tướng Nguyễn Khoái dẫn các quân thánh dực ra khiêu chiến và những quân Nguyên tiến sâu so vào khúc sông đã được đóng cọc. Trong khi quân Trần đợi cho Thủy Triều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch. Bình chương áo lỗ xích của Nguyên Mông đã bị bắt sống trong cuộc chiến đấu quyết liệt của quân Thánh Dực. Thủy quân Đại Việt từ Hải Đông vân trà từ các phía Điền Công, Gia Tước, Sông Thái, Sông Giá nhanh chóng tiến ra sông Bạch Đằng, cùng với hàng nghìn chiến thuyền cùng với quân lính các lộ dàn ra trên sông và dựa vào gần cốc thành một giải thuyền chặn đầu thuyền của địch ngang trên sông. Trong lúc thủy chuyến đang diễn ra, dữ dội thì đoàn chiến thuyền của hai vua Trần đóng ở vùng Hiệp Sơn, Kinh Môn Hải Dương, bên bờ sông Giá tức là sông Kinh Thầy vùng Kinh Môn Hải Dương, làm nhiệm vụ đánh cầm chừng và cản bước tiến của địch cũng tấn công từ phía sau khiến cho quân Nguyên càng lúng túng và tổn thất rất nặng. Theo Đại Việt Sự Ký Toàn Thư thì nước sông do vậy đỏ ngầu cả, bị bất lợi hoàn toàn, rất nhiều thuyền chiến của quân Nguyên bị cháy rụi, bị tấn công tới tấp trên sông, một số cánh quân Nguyên bỏ thuyền chạy lên bờ sông bên trái của Yên Hưng để tìm đường trốn thoát, nhưng vừa lên tới bờ họ lại rơi vào ổ phục kích của quân Trần bị chặn đánh kịch liệt. Trời về chiều khi giao tranh sắp kết thúc thì Ô Mã Nhi cùng với binh lính dưới quyền chống cự tuyệt vọng trước sự tấn công của quân Trần, vì quân nguyên của Thoát hoang không tới cứu viện, đạo quân này hoàn toàn bị quân Trần tiêu diệt. Theo nguyên sử, chuyện của Phàn Tiếp kịch chiến xảy ra từ giờ mạo tức là 5 tới 7 giờ sáng đến giờ dậu tức là 5 tới 7 giờ tối mới kết thúc. Nguyên sử có chép về tướng nguyên Phàn Tiếp tiếp cùng với Ô Mã Nhi đem quân thủy trở về bị giặc đón chặn triều sông bạch đằng xuống thuyền tiếp mắc cạn thuyền giặc dồn về nhiều tên bắn như mưa tiếp hết sức đánh từ giờ mạo đến giờ dậu tiếp bị thương rớt xuống nước giặc móc lên bắt dùng thuốc độc giết bia lý thiên hữu cũng chép tháng 3 đến cảng bạch đằng người giao chắn chiến hạm ngang sông để chống cự quân ta đến lúc nước triều rút thuyền không tiến được quân tăng vỡ lý thiên hữu là một viên tướng nguyên cũng tham gia trận bạch đằng cái chết gây tranh cãi. Khi Ô Mã Nhi và nhiều tướng sĩ quân Nguyên bị nhà Trần bắt sống trong trận Bạch Đằng, các binh tướng khác đều được phóng thích về nước khi nhà Trần xin hòa và triều cống nhà Nguyên để tránh nạn binh đao. Tuy nhiên riêng Ô Mã Nhi thì lại chết đuối do đắm thuyền trên đường về nước. Về cái chết này thì có nhiều thuyết, tuy nhiên thuyết mà nhiều người chấp nhận nhất chính là bị vua nhà Trần sai người ngầm giết. Có thể vì vua nhà Trần rất căm giận ô Mã Nhi đã giết rất nhiều người và đã phá hoại lăng tẩm của tổ tiên nhà Trần, tức là Trần Thái Tông, mà cũng có thể vì ô Mã Nhi là một dũng tướng tinh thông cả thủy chiến lẫn bộ chiến, lại đã quen chinh chiến ở Đại Việt thông thuộc đường xá nên đời sống sẽ là một mối họa lớn. Trần Hưng Đạo cho thuyền lớn đưa ô Mã Nhi về nước rồi cho người giỏi hơn, bơi lặng sung vào phu thuyền, ra đến ngoài biển, lừa lúc ban đêm. Những phu thuyền cùng với Yết Kiêu đục thủng đáy thuyền, vì vậy mà Ô Mã Nhi bị chết đuối. Thay cho lời kết, trời một sắc, phong cảnh ba thu, ngàn long xào sạc, bến lách điều hiu, sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô, buồn vì cảnh thảm, đứng lặng giờ lâu, thương nổi anh hùng, đầu vắng tá, tiếc thay dấu vết lún còn lưu, bạch đàn giang phú của Trương Hán Siêu. Sông Bạch Đằng nghìn năm chảy mãi cuốn theo thời gian bao dấu vết điêu tàn của cuộc chiến oai hùng năm xưa. Đế quốc Nguyên Mông giờ cũng thành cát bụi, hậu thế cũng chỉ biết đến hưng đạo vương qua những trang sử bà thôi. Ngắm lại từ trong thành bài có bao nhiêu cuộc chiến, tất cả cũng đều không ra khỏi ý trời. Người thuận lòng trời thì tất thành mà kẻ bạo ngược ác sẽ tiêu vong. Vì đâu mà nhà Nguyên Mông có thể quật khởi lan tràn khắp thế giới, vì đâu mà nhà Trần và Hương Đạo Vương với một nhóm quân nhỏ nhoi lại có thể ba lần quét sạch đạo quân xâm lược khét tiếng kia. Nếu như nói người Mông thuận ý trời thay thế nhà Tống cai trị Trung Nguyên thì cũng chính là ý trời muốn bảo hộ đại việt nơi đang được trị vì bởi một triều đại sùng kính Phật pháp với những bậc quân vương nhân từ nhất. Vậy mới đúng là anh minh hai vị thánh quân xông đây rửa sạch mấy lần giáp binh, giặc tan muôn thổi thanh bình, bởi đâu đất hiểm, cốt mình đức cao, bạch đăng giang phú trường hán siêu. Huyền bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, chân yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.